Hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức thăm tặng quà cho 7 công nhân bị tai nạn lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp tại huyện Long Thành. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, công việc, đời sống và tặng mỗi trường hợp phần quà trị giá từ 2 đến 5 triệu đồng. Như vậy, nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 và hưởng ứng Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội thăm tặng quà cho 31 công nhân bị tai nạn lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là nguồn động viên kịp thời giúp công nhân vượt qua mặc cảm của bản thân, nỗ lực vươn lên trong công việc và cuộc sống.